Ông Ba Thới tiết lộ về Đức Cố Quảng và Đức Phật Thầy Tây An như sau. Tôi nay Ba Thới tùng với Mỹ Trà, tên Thạnh Phật Bà, chủ nhà Sa Đéc. Nhiều người ghen ghét, mở bét bạc dôi, nhiều việc thương dôi, thương ôi ông bốm. Việc đời lị ốm như bốm gầy ông, tên Thành là ông Quan Công thợ trước. Phò vua giúp nước, thợ trước dắt miên, Phật Thầy Trần Nguyên dạy yên lê thứ, Trần Nhu chiếm cứ, nhị thứ láng linh. Hai lãnh trung tinh, độ binh gò sặc, hai ngôn thậm ngặt, quán giặc quả thiêu, căm hờn quần yêu, bao nhiêu chặn cử. Chú tư biện sử, tích cử tòa chương, nhiều việc tủ thương, lưới dương châu đốc. Hai nhân tự tốc, dị bốc cao trình, nhiều việc bất bình, thương tình chú bảy. Và trong quyển Lương Phi thi tập tăng biên của Đức Phật Trùm, Đức Phật Trùm cũng cho biết về tên của Đức Phật Thầy Tây An như sau. Nhớ xưa kỷ dậu Phật ra, Trần Nguyên chánh thị hiệu là Tây An, phù linh Phật giải tai nàng, thất niên giáo đạo gian nan chi sờn. Đây là hai đoạn giảng mà ông Ba Nguyễn Văn Thới và Đức Phật Trùm tiết lộ về tiền thân của Đức Cố Quảng Trần Văn Thành và tên của Đức Phật Thầy Tây An. Xin nói thêm, xét về mặt sử liệu thì chưa có văn bản nào để minh chứng Đức Phật Thầy Tây An tên là Trần Nguyên. Nhưng về kinh sách Hán Nôm của các vị liễu đạo trong tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương thì tên Đức Phật Thầy là Trần Nguyên. Mời quý vị và đồng đạo tìm hai quyển Kim Cổ Kỳ Quang và quyển Lương Phi thi tập tăng biên để đọc sẽ rõ. Nam Mô A Di Đà Phật.